Chào khán giả đã trở lại với kênh Hoàn Toàn TV của mình. Hôm nay mình đến với chùa Không Phong Top để quay review cận cảnh những chiếc kim ngô của chùa Không Phong Top. Có thông tin gì về sửa chữa ghe hay không? Và mình cũng cùng theo chân của Hoàn Toàn TV đến với nhà ghe của chùa nha quý giả. Đây là trình cái bên trong công viên chùa Không Phong Top, và mời quý khán giả cùng theo chân Hoàn Toàn TV để đi đến với nhà ghe của chùa như thế nào. Mở hướng dẫn mình theo chân Hoàn Toàn TV đến với nhà ghe của chùa để review những chiếc kia ngon chùa như thế nào. Đây là xung quanh bên trong chùa Hoàn Toàn TV. Trong nhà ghe của chùa có hai chiếc kia ngon nha, bây giờ vẫn còn hai chiếc kia ngon rất là đẹp luôn. Hay không video cũng vẫn còn tiếp nhé. Mời khán giả cùng theo chân của mình còn tiếp vào bên trong nhà ghe để review hoàn cảnh chiếc kia ngon chùa Không Phong Top, rất là đẹp nhau đó. Vừa rồi thì chùa Không Phong Top chỉ lọt vào được thi đấu với vòng bảng thôi nha, và không mấy thành công, chỉ lọt vào vòng bảng thôi. Chiếc kia ngon ở đây, bên cạnh đây là chiếc kia ngon sử dụng để cho việc tập luyện nha các bạn. Bên trong cũng có chuẩn bị thì theo Hoàn Toàn TV được biết thì cũng đang chuẩn bị những cái cặp gần câu, để còn gọi là rồi tóm tắt hơn đó là cái đòn bẩy nha các bạn, của chiếc ghe. Sự chuẩn bị khá là sớm nha quý vị, thì những cái chiếc kim câu đã đem về chùa đẹp hơi chuẩn bị cho mùa giải năm 2023. Và liệu năm nay thì ngon chùa Không Phong Top có tiến sâu hơn mùa giải vừa rồi hay không, đây họ cùng chờ đợi và mời khán giả cùng theo chân chuẩn bị để review sơ cái một dòng cái chiếc kim ngon của chùa Không Phong Top. Do sư đóng cửa nên mình vào bên trong không được nha quý vị. Mình sẽ review sơ bên ngoài nhà ghe cho quý giả cùng theo dõi nha. Đây, hình cảnh mũ và dâm chuột Phong Top rất là đẹp luôn nha quý vị. Sâu hơn mùa giải vừa rồi hay không, mà mời khán giả cùng chờ đợi nha, chờ đợi đón xem cái ngô chuột chót. Đây là cái cặp cần câu cũng đã chuẩn bị đâu nha, những cái cặp cần câu này sẽ sử dụng cho cái mùa giải sắp tới đây không nha. Đây, đã chuẩn bị khá là sớm nhau nha. Đấu lên nha. Cặp con mới nha.
dựng có kỹ càng đó là kỹ. Số hiệu báo danh là số 11 nhân dân và đó tên chùa là chùa Ông Tát Chót. Và trên đây là linh vật của chùa Ông Chót nhân dân, đây là linh vật như hình nàng thiên cá nhân dân, đây là cặp mắt của cái ngôi chùa Ông Chót rất là đẹp như thế này. Để Hoàn Toàn TV có cái động lực để review thật nhiều video cho khán giả cùng theo dõi nhiều hơn nữa ha. Đây là phần cảnh chiếc cái hoa chùa Ông Chót rất là đẹp luôn nha. Đây, đó, hai cặp phần cầu, một cặp phần cầu rất là đẹp luôn nha, bị cho mùa giải tới đây nha. Cặp phần cầu này vùng chóp này bây giờ quá trình như sau. Bây giờ bước đầu thì cưa giãn ra và định đi phơi như nhau, phơi cho hơi giãn cho cô mới đem đi để uống những tấm giãn, những tấm giãn và xong và họ sẽ lắp gắt những cái con thợ từ cái giãn đái xong rồi giờ cái be độ như vậy. Yeah.
chán nhảy. Rất là nhiều chi tiết nha. Phải cực kỳ là công phu để hình thành một chiếc khiên ngon. Thì những cái công đoạn rất là quan trọng như thế nha. Mỗi một chiếc ghe thì được cái bổn chùa lưu giữ rất là kỹ như vậy. Thì đến hàng năm thì đến gần tháng 10 sẽ được hạ thủy xuống để đem đi thi đấu như vậy. Mỗi một chiếc ghe thì đều có một cái linh vật biểu tượng của ghe của chùa như vậy. Thì mang mà một cái sự tâm linh rất là đẹp như nhau. Đây là phần cảnh cái nhà ghe của chùa Không Phong Tóc. Đây, cái nhà ghe này có thể là lưu giữ khoảng 3 chiếc ghe ngò đứng được nhau nha. Rất là rộng như nhau. Ghe ngò rất là đẹp luôn. Đây là phần cảnh bên trong của nhà ghe. Xin kênh và ủng hộ Hoàng Tân TV để Hoàng Tân TV có động lực để review chia sẻ những cái chiếc kiêng ngò chuẩn bị được đóng mới tại tỉnh Sóc Trăng như thế nào cho mấy nhà cùng theo dõi nhiều hơn nữa nha. Đây là toàn cảnh cái ngôi chùa Không Phong Tóc và cái nhà ghe của chùa rất là đẹp như nhau nha, rất là rộng rãi. Bên cạnh đó có hai chiếc kiêng ngò. Thì chiếc kiêng ngò này một cũng gọi là sửa chữa đóng mới 90% luôn nha, nghe nói thì họ và sẽ trở lại khoảng 90%, rất là đẹp luôn. Còn giải vừa rồi thì chùa cũng thi đấu không mấy thành công. Liệu hôm nay chùa Không Phong Tóc có sự chuẩn bị như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi đội ghe ngò chùa Không Phong Tóc nha.